Hello, em chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày tốt lành nha cả nhà ơi. Hôm nay cả nhà cùng em đi tham quan ra chỗ em mừng ở nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là con đường quen thuộc em mừng hay đi này cả nhà. Em mừng hay đi làm mà ra chỗ con đường quen thuộc này và đây là nhà em mừng ở. Tiếp đến là các căn phòng trọ xung quanh chỗ nhà em mừng này cả nhà ơi. Tất cả đều làm bằng tôn nhá cả nhà, rất là nóng nực nhá. Nhưng mà ở trong thì họ có nát gạch hoa cho mình ở sạch sẽ cả nhà. Ăn thua là do mình ở thôi cả nhà ơi, tất cả làm bằng tôn. Và ban ngày em mừng quay như thế này này thì hoàn toàn là đóng cửa bởi vì hoàn cảnh xa phương cầu thực đi làm ăn đấy cả nhà. Đi làm ban ngày, đi làm hết sáng, sáng đi làm tối mịt mới về cả nhà đấy. Chị ta chỉ ngủ nghỉ thôi cả nhà ơi. Đây là khu chỗ em mừng ở nhá, căn nhà trọ chỗ khu em mừng ở nhá. Hoàn cảnh đi làm xa quê thuê những nơi như thế này để cho nó bớt chi phí. Ở trên cao kia có một cây khế này cả nhà ơi, khế chua nhá cả nhà, ăn rất là chua. Lâu lâu em mừng thèm chua lại ra hái khế về ăn. Đây là bên hông của những căn phòng trọ chỗ em mừng ở này cả nhà ơi. Đấy, ở nhà chủ đất thì còn dư một miếng đất này. Em với mấy nhà ở khu phòng trọ này thì hay ra trồng được một khóm xả này, một ít cây rau thơm vớ vẩn ăn đấy cả nhà. Nhưng mà đất này rất là khô cằn, rất là khó sống nha cả nhà. Trồng rau rất là khó, nhưng mà mình thích trồng rau bởi vì trồng nó sạch nha cả nhà, rau sạch để ăn đó. Đó cả nhà ơi, cả nhà biết cái cây tràn trề sức sống neo nên như này là cây gì không cả nhà? Đây là cây lá mơ nhá cả nhà, lá mơ nông nhá, ở ngoài Bắc em mừng gọi là lá mơ nông, còn ở đằng sau ở trong Nam thì gọi là lá mơ thôi, không gọi là mơ nông. Ở đằng trước nó có nông và đằng sau nó có màu tím á cả nhà, còn lá mơ trơn là khác nha. Đây là ở đằng sau chỗ khu nhà trọ em mừng ở này cả nhà, tất cả đều bằng tôn nhá cả nhà ơi. Đấy, tất cả đều làm bằng tôn nhá. Khu xa xa kia những nhà nối dưới là bằng tôn đó, cả nhà cũng là nhà trọ nha cả nhà. Chiều đến em mừng hay ra chỗ khu đất trống này để chơi nè cả nhà ơi. Đây là cây tràm nha cả nhà, ai mà có bị cảm muốn sông sông thì hái lá tràm và một ít lá xả và ít gừng nữa là nấu lên để sông, rất là tốt nhá, thải độc nha cả nhà. Hồi dịch Covid em mừng toàn ra đây hái lá để xong. Đấy, xung quanh cây cỏ mọc cũng rất là tươi tốt nha cả nhà. Đấy, cả nhà ơi, cả nhà có biết cái cây này là cây gì không cả nhà? Cây này có tên là lá nạc tiên nhé cả nhà, uống rất là tốt cho sức khỏe, nhất là ai đang là thiếu giấc ngủ ấy, mất ngủ trầm trọng ấy thì dùng cây lá nạc tiên này phơi khô uống hoặc hái lá hái ngọn về ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Còn ở phần dưới này cả nhà biết cây này gọi là cây gì không cả nhà ơi? Ở quê em mừng gọi là cây na nhá, còn ở trong Sài Gòn gọi là quả bình bác. Em không biết ở chỗ cả nhà gọi là quả gì, nhưng mà chỗ em mừng gọi là quả bình bác nha cả nhà, còn ở ngoài Bắc gọi là quả na. Đó, ở chỗ em mừng gọi là quả na, quả lê á cả nhà. Cả nhà còn có nhìn thấy cái lá 5-6 cánh như không cả nhà? Đây là ở ngoài Bắc em mừng gọi là củ sắn nhá, cây sắn mùng nai. Còn ở Sài Gòn em nghe người ta gọi là củ khoai mì. Và xa xa kia nữa là cây dừa nước nhá cả nhà. Đó, ở trên cao kia có cái cành đó cả nhà ơi. Ở đây mà cũng có cây cây bần á, quả bần á cả nhà, cũng có quả cây bần để nấu canh chua đó. Đấy cả nhà ơi, khu Sài Gòn mà cũng có cái vùng đất còn nhiều cây, còn nhiều đất trống như thế này các ha cả nhà. Ở đây là ở bên dưới nó là cái ngánh á, cho nên là cây các cây dầu nghị lực sống này vẫn sống tốt nha cả nhà. Đây đó, cây neo neo này hình như là ở chỗ em mừng gọi là cây mực hay sao ấy cả nhà. Và đây cả nhà ơi, cây nê cây na của nhà em mừng gọi là cây nê đó ngoài Bắc, còn cây này gọi là cây bình bác ở sông Nam. Đã có rất là nhiều quả nha cả nhà, có ai thích ăn quả này không cả nhà? Nếu cả nhà mà không thích ăn quả này
bởi vì nó rất là nhiều hột nha cả nhà, nó giống quả na, rất là giống quả na luôn, nhiều hột và có vị hơi chua chua ngọt ngọt. Còn đây nữa cả nhà có biết cây gì không? Cả nhà cây này gọi là cây nọc vừng nhé cả nhà ơi. Cây nọc vừng thì em mừng với mọi người hay hái về để cuốn thịt đó, cuốn nem ăn rất là bùi ngon nhé. Mà chỉ sán nữa cả nhà, rất là tốt. Ăn gỏi á, ăn gỏi cá hoặc là ăn nem chua thì là nem chua mà gọi là nem thịt ấy, chứ không phải nem chua Huế đâu. Gỏi ăn rất là ngon nhé cả nhà. Đây là khu ở đằng sau chỗ phòng trọ em mừng ở này, đang là đất trống rất là còn nhiều. Xa xa thì các cao ốc nhà chung cư nơi mà cuộc sống cao hơn một tí á, thì nó hơi đắt một tí. Còn chỗ em mừng thì chỉ ở mấy cái căn nhà trọ nhà tôn như thế này thôi cả nhà. Nó giá nó rẻ hơn thì cuộc sống đi làm ấy thì nó bớt được tí nào hay tí đấy cả nhà. Đây xung quanh chỗ em mừng ở cũng làm nhà tôn, còn nhà xây thì đa phần là họ ở cả nhà. Đây là chỗ em mừng đấy cả nhà ơi, cả nhà khu phòng trọ chỗ em mừng là đi làm hết, mãi tối mới về sum họp quây quần, hoặc là chủ nhật ở nhà thì mới ở nhà vui vẻ rồi nói chuyện với nhau, chứ thường thường ban ngày thì không có gặp nhau mấy đâu cả nhà. Đó, chỗ khu của em mừng ở đây là cuộc sống mà xa quê cầu thực, là cuộc sống bon chen làm ăn nơi đất khách quê người đấy cả nhà ơi. Cả nhà ơi, nơi cả nhà sống như thế nào ạ? Còn nơi em mừng hiện tại đang là sống làm ăn thì như thế này này cả nhà ơi. Quý cô bác, anh chị ơi, cả nhà xem ủng hộ em mừng. Nếu thương em mừng thì cho em mừng một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ dùm em mừng với nhé. Đến đây em mừng xin kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.